Mình cứ rong ra chứ đấy, ta đang đi bứt quả đây nhá, bứt quả như luống à. Dây khoai đây. Thế mà mình không ra vườn là mình cũng không làm được, thế chứ mình ra vườn là mình vẫn làm được mà. Các bạn cứ suốt ngày chặt tre các bạn. Đây ta đang đi chặt tre thôi cũng được, cứ suốt ngày chặt tre đấy nhá. Chặt tre các bạn. Suốt ngày các bạn thôi.